Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hiện tại thì đang đứng trên một bãi đất mà rộng 138m², toàn bộ đất ở đô thị và sổ hồng chuẩn chỉnh. Vị trí này cách phía tay phải thì này chính là tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều, thì đó chính là bãi tắm Hoàng Chồng, cũng là mặt biển của thành phố Nha Trang, thì cách tầm khoảng là 400m thôi. Ở đây thì gió, mọi người, gió mát cái mặt mình luôn. Đó, và từ vị trí này ra tới trường đại học Nha Trang thì là cái tòa nhà mọi người thấy này, tòa nhà màu cam cam đó, chính là tòa nhà của Napoleon, thì là gần đại học Nha Trang. Thì ra đại học Nha Trang tầm khoảng là 500 đến 600 mét thôi. Đó, thì vị trí chung là khá là ok, nhưng mà sẽ có một vài cái điểm yếu và một vài điểm mạnh thì Thịnh sẽ review chi tiết trong clip này. Mọi người chú ý xem hết clip để nắm được cụ thể nha. Và bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết, mọi người hãy xem toàn cảnh flycam nha, để xem được nó vị trí thế nào. Và đặc biệt là đừng quên là cho Thịnh một like nha, để ủng hộ và khích lệ Thịnh để Thịnh liên tục đi tìm những sản phẩm mới review cho mọi người một cách cụ thể, chi tiết, điểm mạnh, điểm yếu để mọi người tham khảo nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tổng quan hiện trạng nè mọi người. Đó, hiện trạng thì cái nhà này ngày xưa có một cái nhà cấp 4 cũ, họ xây dựng hoàn công đàng hoàng, đó như một chỉ chọi đó, nhưng bây giờ thì họ đập ra để dễ dàng bán hơn, để bàn giao mặt bằng, coi như bán đất đó. Và nhưng mà cái pháp lý nó rất là chuẩn, vì có thể là mua bán chuyển nhượng cho người ở nước ngoài nha mọi người, tức là người có hộ chiếu Việt Nam đó. Và hiện trạng đường thì đường xe máy thôi, nhưng mà rất là phù hợp với những cô chú mà muốn ở một nơi mà yên tĩnh, diện tích rộng mà không có nhiều tiền. Tại vì đây họ bán 3 tỷ thôi, 3 tỷ mà thậm chí là có thương lượng, Thịnh sẽ hỗ trợ kết nối với gia chủ để mọi người có thể là thương thảo thêm và chuyển nhượng một cách rõ ràng nha. Sổ hồng chuẩn chỉnh, đất ở đô thị rồi, xung quanh này dân cư hiện hữu, không thiếu tiện ích gì cả. Chỉ một điểm yếu duy nhất là đường xe máy và chung là sổ hồng cũng không được vuông vắn. Nhưng ngược lại thì Thịnh thấy là cái khoảng diện tích mà 180m² này, mọi người xây một cái nhà ở gần biển rất là hợp lý luôn, chỉ với 3 tỷ nha. Ra biển đi bộ được chỉ còn 500m ra bãi tắm rồi. Đó, cho nên rất phù hợp với cô chú kiểu thích nhà rộng nha, ở gần bãi tắm nhưng mà không thích ồn ào, thích yên tĩnh và không cần phải đi ô tô. Còn nếu mà đi ô tô thì bắt buộc là phải gửi bên ngoài, đi bộ vào nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp cái flycam này, xem cái sổ hồng và xem vị trí. Sau đó Thịnh sẽ chạy xe một đoạn từ vị trí căn nhà này, chạy xe máy đi ra tới bãi tắm cho mọi người xem nha. Đừng tiếc nha mọi người, đừng tiếc một like để khích lệ Thịnh nha, để Thịnh đi tìm những sản phẩm mới như này review cho mọi người. Và đặc biệt nữa là hãy đăng ký kênh. Nếu mọi người chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi nhanh nhất, sớm nhất nha. Và hãy chia sẻ cùng lan tỏa những thông tin này để giúp cho nhiều người tìm được đất và nhà ở thành phố biển Nha Trang, một nơi có khí hậu rất lý tưởng, dù đang là mùa đông đúng không ạ? Sài Gòn miền Nam thì rất là nóng, miền Bắc thì lại rất lạnh, nhưng mà ở Nha Trang thì lại là trung bình cộng của hai miền Bắc Nam, cho nên là tuyệt vời. Mọi người có cơ hội thì về Nha Trang và ra bãi tắm tắm biển cũng như là đi tham quan khu vực Nha Trang nha. Dạ vâng, và đây chính là vị trí tọa độ của lô đất nha mọi người. Đó, thì vị trí Thịnh đang đứng này chính là vị trí xanh này, cũng chính là vị trí lô đất luôn. Thì đây là chức năng đo khoảng cách của Google Maps nha. Thì từ vị trí này chúng ta ra tới bãi tắm này, đây ra tới bãi tắm Hoàng Chồng thì tầm khoảng là 450m thôi. Đó, những tòa nhà cao kia nè mọi người, chính là Mường Thanh Viễn Triều, tầm khoảng là 300m này, chính là Mường Thanh Viễn Triều đó. Đó, còn bên này nè mọi người, bên này là tòa nhà Napoleon, thì nó sẽ tầm khoảng đây. Napoleon thì nó sẽ tầm ở chỗ đâu ta? Nằm ở chỗ này. Đó, Napoleon sẽ tầm khoảng là 350m. Còn đây trường đại học Nha Trang này, ra đại học Nha Trang thì tầm khoảng là 550m. Đó, thì đây là đường chim bay, và mình đi bộ thì tầm khoảng 500m là ra bãi tắm rồi, rất là thoải mái nha. Thì mọi người chờ một chút, Thành sẽ chạy xe ra tới bãi tắm luôn cho mọi người tham khảo. Thì về cái vị trí thì khu này dân cư đông đúc rồi, không thiếu một cái gì cả. Về tiện ích dân sinh hay là những cái sinh hoạt hàng ngày của mình đó, thì đầy đủ hơn, không thiếu gì hết nha.
Đó, tại lượng dân cư đông thế này làm sao mà thiếu được, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là sổ hồng nha mọi người. Và đây là sổ hồng của lô đất nha mọi người. Lô đất mình là thuộc là thửa đất số 569, tờ bản đồ số 10 và địa chỉ là 80/32 đường Đoàn Trần Nghiệp thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và diện tích của nó là 138,6 m², và đất đây là đất được sử dụng riêng nha mọi người, và là đất đô thị hết luôn, được sử dụng lâu dài. Thậm chí là cái nhà này ngày xưa này họ vừa mới đập nha mọi người. Đó, cái nhà này ngày xưa là một cái nhà cấp 4, họ đã xây dựng hoàn công 94,8 m². Đó, diện tích sàn 94,8 m² này, cấp 4 này, sở hữu được sở hữu riêng theo mọi người thấy không? Đó, sổ này là sổ mới năm 2018 và có tọa độ số rõ ràng rồi, cho nên là mình mua bán chuyển nhượng rất là dễ, và hướng của nó sẽ là hướng nam nha mọi người. Đó, thì mọi người nhìn cái sổ rất là rối đúng không ạ? Cái sổ này rất là rối tại vì họ vẽ cái nhà lên trên đó mọi người, cho nên rất là rối, nhưng thực chất thì cũng không có gì quá rối đâu. Đó, cái góc mà bị khúc này này, góc mà bị khúc này chính là cái chỗ này đó, cái chỗ này đây đó, còn lại thì cái mặt tiền nó sẽ là mặt tiền phía này đó, thì đường hiện trạng nó ghi rõ đây mọi người, cái đường hiện trạng nó thì sẽ là đây là ghi rõ là đường hẻm quy hoạch rộng 4 m, còn hiện trạng rộng có 1,8 đến 3 m thôi, cho nên thầy mới nói là đường này là đường xe máy nha. Đó, và hướng của nó sẽ là hướng nam, rất là mát. Những cái nước vẽ này là vẽ những cái nhà này người, nhà G1 này chính là cái nhà ngày xưa, còn cái đường luồng này họ chưa là để đi vào hai nhà hai bên này, còn đường luồng này đường luồng đi vào đó thì họ xây 94 m, còn lại là mấy chục mét thì họ không có xây để chưa đường đi đó. Thì cái nhà nói chung là có cái là mặt tiền này chỉ cầm khoảng là 3 m thôi mọi người, 3 đến 4 m thôi đó, còn lại là mình ra đây thì bắt buộc là phải đi hai đường được thông hết, xe máy là thông hết nha, hai đầu được thông hết thì tí nữa thành chạy xe cho mọi người xem đó. Còn đây là mình khoảng cách vừa đủ khoảng 4 m mặt tiền này thì đủ để mình đưa xe ô tô vào, vì mình xây một cái nhà trong này và để chừa xăng ô tô, nhưng thực chất là đường này không có đi ô tô được thì mình chừa xe làm ô xe máy đúng không ạ. Nhưng nói chung là ai mà thích làm một cái nhà mà cấp 4 rộng rãi đó thì có thể là mà gần biển thì chọn cái mảnh đất này, còn nếu mà mình có yêu cầu là phải đường ô tô thì nói chung là nếu mà tầm 3 tỷ thì ở Nha Trang mà gần biển đúng không ạ, gần bãi tắm này mà 3 tỷ mà đường ô tô thì hơi khó tìm đúng không ạ, thậm chí tìm được ở tầm khoảng 40 đến 50 m thôi. Đó, còn đây là tới 138 m. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chạy xe một vòng cho mọi người xem nha. Dạ vâng, tại vì thật sự là có rất là nhiều cô chú hỏi thì là tầm tài chính mà 2 đến 3 tỷ thì có tìm được những lô đất to thế này ở gần biển hay không để mà họ làm một cái nhà, thậm chí là làm nhà trọ đúng không ạ, xây nhà trọ gần đại học Nha Trang, gần khu đông dân cư để làm nhà trọ, hoặc là làm cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ và có một tí sân vườn. Đó, thì đây là một cái lựa chọn thì thấy là cũng khá hay. Dù thật sự là không có gọi là không có nhiều cái ấn tượng để quay, nhưng mà Thịnh cũng vẫn muốn quay để biết đâu là một vài cô chú nào đó cảm thấy là phù hợp thì kết nối nha. Thịnh sẽ có duyên kết nối với gia chủ và khách để mà mình sở hữu cái lô đất này 3 tỷ 138 m². Và từ vị trí này bây giờ Thịnh sẽ chạy xe nha, chạy xe cho mọi người đi ra tới chỗ kia. Đó, thì đầu này cũng là thông này, nhưng mà Thịnh sẽ đi đoạn đường nhỏ hơn nha, tức là đoạn đường bên này từ vị trí này đi thẳng ra đây. Điểm yếu duy nhất của khu này là đường nhỏ mọi người, đường nhỏ với lại là sổ hồng không có gọi là không có đẹp hết, chứ còn là mọi thứ thì ok, sổ hồng chuẩn chỉnh. Rồi, xe ba gác bán kèm tới nơi luôn. Đó, đường này thì rộng từ 1,8 m đến 3 m tùy đoạn. Thịnh đang đi cái đường này, Thịnh đang đi đường này là cái đường mà 6 nha mọi người, Thịnh đang chọn cái đường 6 để đi đó. Cái đường phía kia đẹp hơn. Khu này đa phần là gọi là người ta ở trọ. Cũng có tạp hóa đầy đủ nha mọi người. Họ bán tạp hóa này. Tại vì lượng sinh viên ở chỗ đây rất là đông. Rồi, bây giờ mình ra tới đường chính Cao Văn Bé rồi mọi người. Đó, thì bên này sẽ là đường 224 nha. Bên này 224, còn đường bên này sẽ là ra lại biển này. Nói chung là đi cái đường rất là mất thiện chí đúng không ạ? Nhưng mà
Nói chung là không có bất động sản hoàn hảo được rồi. Nếu mà nó lại đẹp thì nó không có giá đó. Tại vì tính ra chỉ có 20 triệu một mét vuông à. Tức là có 20 triệu mét vuông thôi. 20 triệu mét vuông đất ở gần biển thì bắt buộc phải vào hẻm rồi. Rồi mọi người ơi, xem hết tới cái đoạn biển rồi nè mọi người. Đó, Mường Thanh đây. Ra đây thì đi bộ chắc tầm khoảng 7 phút. Ra đây gió quá trời, tại gần biển rồi, gió lắm. Mình có thể đi đường Đồi Trần Nghiệp. Mình đang chọn đi đường Cao An Bé nha. Còn mình sẽ đi đường Đồi Trần Nghiệp cũng được. Rồi mọi người ơi, mình đi ra tới biển rồi. Chắc là Thành cũng dẫn đường mọi người đi cho người xem sổ hồng, giá bán, vị trí, định vị, flycam đúng không ạ? Mọi thứ cũng đầy đủ rồi. Hy vọng là thông tin này có ích cho mọi người nha, để mọi người ở nhà tham khảo. Nếu mà cảm thấy phù hợp thì liên hệ Thành qua số điện thoại là 0339 753 210 để có thể là thương thảo thêm và có thể là thương thảo thêm và có thể là Thành sẽ hỗ trợ mọi người về pháp lý nha. Còn nếu mà chưa phù hợp thì mọi người cứ tham khảo và giúp Thịnh là chia sẻ nha. Hãy chia sẻ video này vào trong hội nhóm bạn bè của mọi người để biết đâu giúp được họ mua cái lô đất ở Nha Trang để họ ở gần biển định cư nghỉ dưỡng đúng không ạ? Còn nếu mọi người lần đầu tiên xem được video Thịnh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh nha và bật chuông thông báo để theo dõi những video khác của Thịnh lên một cách sớm nhất. Và đặc biệt nữa là tặng cho Thịnh một like nha mọi người để Thịnh có động lực liên tục đi tìm những sản phẩm mới review cho mọi người mỗi ngày để mọi người ở nhà vẫn có những thông tin để tham khảo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành và tìm được những bất động sản đúng ý của mình. Ở đây chính là bãi tắm Hòn Trầm mọi người. Lượng dân cư rất đông. Đang là mùa đông nhưng mà tại vì không có lạnh cho nên họ vẫn đi tắm biển bình thường. Đó thì khí hậu Nha Trang này quá tuyệt vời rồi. Luôn luôn được yêu ái. Đó, và Thịnh mong muốn rằng sẽ gieo duyên được cho người mua và người mua yêu Nha Trang và người bán để mọi người có thể là sở hữu được những bất động sản đúng ý mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tại vì quan điểm của Thịnh mọi người, quan điểm Thịnh là không có bất động sản tốt hay bất động sản xấu, mà mình có tìm được người phù hợp hay không thôi. Có những người họ không cần đường ô tô đâu, họ chỉ cần diện tích rộng và họ cần vị trí gần biển và đặc biệt là cần ít tiền, đúng không ạ? Ít tiền nhưng mà vẫn có thể là mua được nhà đất ở thành phố biển Nha Trang. Rồi thì xin phép là bấm dừng máy ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.